Heyo, xin chào tất cả anh em, mình là Mayo Gamer và đây là War Robots phiên bản chính thức. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một số thông tin mà mình biết, hay cụ thể hơn là mình sẽ giải thích về cái hiệu ứng phòng thủ suy yếu là gì. Thì thật ra mình nghĩ là mọi người đều biết hết cái kiến thức về cái lĩnh vực phòng thủ suy yếu rồi, nhưng mà có một số bạn thì họ không biết. Có thể là gần đây chúng ta có một cái module dành cho Titan cực kỳ hot, đó chính là Titan Repair Amplifier. Và sẽ không có điều gì đáng nói cho đến khi các bạn đọc tới cái đoạn này. Khi đạt đến mức tăng tối đa thì Titan sẽ khôi phục một phần độ bền và sát thương sáng của mình, đồng thời trở nên miễn nhiễm với hiệu ứng phòng thủ suy yếu. Thì có thể là các bạn ấy đã đọc được cái dòng này, hiệu ứng phòng thủ suy yếu, và có thể là các bạn ấy không hiểu phòng thủ suy yếu là gì. Thì mình sẽ giải đáp trong cái video ngày hôm nay ha. Mình nhận được một số những cái bình luận về cái lĩnh vực này, kiến thức này trong một số những cái video trước của mình. Thì để hiểu được phòng thủ suy yếu là gì, đầu tiên các bạn phải biết được một cái kiến thức, đó chính là điểm thủ, hay còn gọi là khá sát thương. Thì trong trò chơi của chúng ta có một số những robot rất mạnh với cái khả năng đó chính là khá sát thương, hay nói cách khác là nó sẽ sử dụng điểm thủ để giảm hỏa lực của kẻ thù nhận vào, hay nói đúng hơn là giảm sát thương nhận vào của mình, sát thương nhận vào từ vũ khí của kẻ thù. Và trong đó chúng ta có thể kể đến là Falcon, Fenrir, Mander, rồi Imogi và một số những con robot khác, nhưng nổi trội hơn hẳn phải là Falcon và Fenrir. Thì đây mình sẽ cho các bạn xem nhé. Đây, các bạn nhìn này, khả năng pha giao giảm sát thương 66%, tương đương với 200 điểm phòng thủ. Thì đầu tiên, lượng chỉ số giảm sát thương sẽ tính theo phần trăm, còn phòng thủ sẽ tính theo điểm. Và hai cái chỉ số này là tương đương với nhau nha, là nó có thể quy đổi tương đương với nhau. Tức là cái nội dung chính mà mình đang muốn nói tới là hai cái này, và chúng là một luôn. Nó sẽ chia ra làm hai cách gọi, một là giảm sát thương thì sẽ tính theo chỉ số là phần trăm, còn nếu như là phòng thủ thì sẽ tính theo số điểm. Nhưng mà hai cái này là tương đương nhau nha, và sẽ có một cái công thức chung để tính cái này rồi. Đặc biệt là Leech, khi mà nó có cái khả năng giảm sát thương là 99%, tức là nó rất là mạnh. Đấy, và một số những con robot có cái khả năng giảm sát thương, hay là nó được tích hợp điểm phòng thủ để giảm hỏa lực, mình xin lỗi, giảm sát thương nhận vào từ vũ khí của kẻ thù, từ đó sẽ khiến chúng trâu bò hơn và khó giết hơn trên chiến trường. Thì đó là điểm mạnh của một số những con robot như vậy. Và Visionic họ đã ra mắt một số những cái tính năng đặc biệt được kèm theo trong một số cái vũ khí để xuyên qua được cái khả năng phòng thủ này của một số robot như kiểu là Falcon có ở đây. Thì đặc biệt nó được tích hợp sẵn trong cái vũ khí của Titan. Mình lấy ví dụ, nếu như bây giờ mình nhấp vào Scavenger Dazzler hoặc là bất kỳ một vũ khí nào trong dòng vũ khí Alpha của Titan, thì khi mình ấn vào cái mục này, các bạn nhìn này, nó sẽ có cái khả năng là 75% phòng thủ suy yếu. Đấy, các bạn hiểu chưa? Tức là sao? Mặc định Scavenger Dazzler nói riêng và một số những cái vũ khí Alpha khác nói chung của Titan, khi ở cấp độ 1 nó sẽ có cái chỉ số phòng thủ suy yếu là 75%. Tức là các bạn nhớ cái con số 75% ở đây nha. Và bây giờ thì mình sẽ quay lại Falcon và cho các bạn xem cái chỉ số của Falcon ở đây là giảm sát thương 66%. Tức là cái chỉ số phòng thủ suy yếu của Scavenger Dazzler của mình nó là 75%, nó đã vượt qua cái mức giảm sát thương là 66% của Falcon. Tức là mình có thể dùng Scavenger Dazzler để gây ra sát thương toàn bộ cho Falcon. Các bạn hiểu chưa? Miễn là cái chỉ số phòng thủ suy yếu, phần trăm phòng thủ suy yếu của vũ khí nó cao hơn mức 66% của giảm sát thương của Falcon, thì cái lượng sát thương của vũ khí đấy hoàn toàn có thể được gây ra tối đa 100% cho robot Falcon. Hay nói ví dụ một cái vũ khí khác, đó chính là Vanzra. Thì đây là một trong những vũ khí shotgun cực mạnh trong dòng vũ khí beta của Titan. Thì khi mà mình ấn vào cái chỉ số nâng cấp thì các bạn nhìn này, nó sẽ có ở cấp độ 1 mặc định là 50% phòng thủ suy yếu. Thì các bạn nhớ nha, khi mà chúng ta sẽ có là 50% phòng thủ suy yếu của Vajra, tức là nó chưa vượt qua mức 66% giảm sát thương của Falcon. Tức là vũ khí Vajra của mình ở cấp độ 1 chưa thể gây được tối đa 100%
sát thương lên Falcon. Tại vì cái chỉ số sản sát thương của Falcon là 66%, nó sẽ cao hơn mức 50% phòng thủ suy yếu của Vajra. Và chỉ khi mình nâng Vajra lên cấp độ cao hơn thì lúc đó nó sẽ vượt qua cái mức 66% của Falcon, thì khi đó mình mới có thể gây ra được lượng sát thương tối đa của Vajra lên Falcon. Các bạn đã hiểu được cái cơ chế này chưa? Đó chính là cái hay của cái khả năng phòng thủ suy yếu. Và nói như vậy tức là khi mà chúng ta trang bị cái module Titan Repair Amplifier ở đây, và các bạn nhìn này, chúng ta sẽ được minimum với cái hiệu ứng phòng thủ suy yếu. Tức là bây giờ khi mà Muromes nó có 160 điểm phòng thủ, mà mình gắn cái module Titan Repair Amplifier này và mình tối đa 60 tầng, có 60 stack ở đây, thì mình sẽ được miễn nhiễm với cái hiệu ứng phòng thủ suy yếu. Tức là bất kỳ một vũ khí hay là một cơ chế nào có khả năng xuyên phòng thủ của Muromes, tức là xuyên qua 160 điểm phòng thủ của Muromes, thì cũng không thể nào xuyên qua được, tại vì mình có gắn module Titan Repair Amplifier lên. Tức là mình sẽ được sử dụng 160 điểm phòng thủ này trong suốt trận đấu, miễn là cái module Titan Repair Amplifier của mình đã được đủ 60 tầng đấy, đã được ở cấp 60, và các bạn gọi như thế nào cũng được trong trận đấu nha, chứ còn cái này nó chỉ cấp 25 là tối đa thôi đó. Và mình muốn lưu ý thêm đó chính là không phải bất kỳ một vũ khí nào cũng có sẵn cái tính năng, đó chính là phòng thủ suy yếu, và à không, mà nó chỉ được tích hợp sẵn trên vũ khí của Titan để đối chọi lại với robot thường mà thôi. Đó là cái hay của vũ khí Titan nha. Bất kỳ một vũ khí Titan nào, kể cả là dòng Alpha ở đây hay là dòng Beta ở đây, cũng đều có khả năng phòng thủ suy yếu như thế này. Ngoài ra thì một số những cái vũ khí thường ở đây, vũ khí thường là vũ khí của robot ấy, nó cũng sẽ có cái khả năng phòng thủ suy yếu. Ví dụ như kiểu là đâu rồi ta? Các bạn đợi mình một lát để mình tìm cho các bạn xem. Đây, vũ khí Gauss, gia đình vũ khí Gauss. Đây nha các bạn nhá, nó sẽ có đây này, nó sẽ có cái khả năng chính là bỏ qua hệ thống phòng thủ. Nó sẽ có ở cấp độ 1 nhá, tức là cấp độ cơ sở, thì nó sẽ có cái khả năng xuyên qua hệ thống phòng thủ 100% rồi. Đấy. Weber và cái bản hạng nhẹ của nó là cái gì nhỉ? Mình quên mất tên rồi. Weber này. Gauss và Volt, đúng rồi, vũ khí gia đình Volt, Gauss, Weber và Volt đều có khả năng xuyên qua phòng thủ 100%. Hoặc là các bạn sử dụng cái bộ vũ khí này, đó chính là Incinerator. Đây, Incinerator và Scout cũng như là Scorcher, các bạn lắp thêm cái phi công huyền thoại, là phi công huyền thoại gì mình quên mất tên rồi, mình sẽ để cái ảnh trên màn hình nhé, thì cũng có khả năng xuyên qua 50%, mình nhớ lần cuối mình nhìn nó chính là 50% hệ thống phòng thủ của kẻ địch đó. Hoặc là một số những Titan đặc biệt có sẵn khả năng xuyên qua phòng thủ hệ thống của kẻ thù, ví dụ như là Muromes ở đây, khi mình ấn vào cái chỉ số của nó, các bạn nhìn xong phần cốt lõi này, thì cái phần Hardware này sẽ có 100% phòng thủ suy yếu, mà nó chỉ xảy ra với Hardware thôi nhé. Tức là cái khả năng Hardware của Muromes đây, tức là nó sẽ kích hoạt cái bệ phóng tên lửa, tức là nó sẽ bắn ra những cái tên lửa từ hai cái phần này của Titan Muromes, thì tất cả những cái loạt sát thương đến từ hệ thống tên lửa được tích hợp sẵn của Muromes sẽ được gây ra sát thương 100%, tại vì nó có khả năng là 100% phòng thủ suy yếu. Đó là cái hay của Muromes nha, nhưng chỉ áp dụng đối với cái bệ phóng tên lửa tích hợp của Muromes thôi. Ngoài ra thì đối với Titan Kit, như mình nói, thì một số Titan đặc biệt nó sẽ có khả năng, đó chính là phòng thủ suy yếu sẵn. Đấy, khi mình nâng cấp Titan này, các bạn nhìn này, nó sẽ có sẵn cái khả năng là tăng phòng thủ suy yếu là 5%. Đó, tức là bản thân Titan Kit nó cũng có cái khả năng, đó chính là xuyên qua lớp phòng thủ của kẻ thù rồi. Và khi ở cấp độ 4 thì nó đang là 5%. Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra đó chính là nếu như Titan Kit có sẵn cái khả năng là phòng thủ suy yếu và vũ khí của Titan bao gồm Beta và Alpha cũng có cái khả năng phòng thủ suy yếu, thì nó có cộng dồn không? Câu trả lời là có, nó có cộng dồn. Và cộng dồn như thế nào? Thì nó có cộng dồn lên thôi.
cộng hết tất cả vào ấy các bạn ơi. Và nếu như nó vượt quá 100% thì sao? Thì nó sẽ dừng lại ở mức 100%. Tại vì trong trò chơi tối đa là 100%. Khi các bạn đạt mức phòng thủ suy yếu là 100% thì tất cả vũ khí, hay nói cách khác là tất cả loạt sát thương mà các bạn gây ra cho kẻ địch đều là ở mức toàn bộ, chứ không hề bị giảm đi do cái cơ chế đó chính là khả sát thương hay là dùng điểm thủ nha. Tức là nếu như vượt quá 100% thì nó sẽ chỉ dừng lại 100% mà thôi. Ok chưa các bạn ơi? Ngoài ra còn có cả Nodens nữa, nhưng mà à đấy, có cả Nodens, bao gồm Nodens, Kit và Murmess. Nhưng mà Murmess là nó đặc biệt nhất tại vì nó chỉ sử dụng cho cái bộ vũ khí thích hợp. Ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ thấy được là đây các bạn ơi, đó chính là robot robot Jaeger. Khi Jaeger kích hoạt cái vũ khí tích hợp của nó trên đầu này, đây này, trên đầu này nó có hai cái phần này, nó sẽ mở ra là vũ khí tích hợp các bạn. Như này, đây, trong chế độ tấn công thì robot chậm lại vừa kích hoạt súng động năng tích hợp sẵn. Đấy, thì nếu như các bạn trang bị thêm phi công Alex Warner sẽ giúp cho cái vũ khí tích hợp của Jaeger có thêm 100% lớp phòng thủ suy yếu, tức là khi đó cái sát thương đến từ vũ khí tích hợp nó sẽ gây ra là 100%. Ok chưa? Nó không tính hai vũ khí hạng nặng từ hỏa lực gốc mà các bạn lắp vào đâu nhé, nó chỉ tính với cái vũ khí tích hợp mà thôi. Ngoài ra nữa còn có thêm một robot nữa có cái khả năng xuyên qua phòng thủ suy yếu, đó chính là robot Hawk. Đây, nó được trang bị sẵn nha các bạn nhìn này. Đây các bạn nhìn này, đây là cái biểu tượng của phòng thủ suy yếu nha, 77%. Tức là khi mà nó ở cái cấp độ 1 đấy thì nó sẽ, nó không ghi ở đây à, phạm vi súng sát thương bị chặn sát thương, tóm lại là nó sẽ có 77% khả năng phòng thủ suy yếu đối với cái vũ khí tích hợp. Một lần nữa, chỉ là vũ khí tích hợp thôi nhá, chứ nó không phải là cái vũ khí, bốn vũ khí bao gồm hai vũ khí hạng nhẹ và hai vũ khí hạng nặng của Hawk đâu các bạn nhá. Ok chưa? Và đó là toàn bộ thông tin về cái khả năng kháng sát thương hoặc là sử dụng điểm thủ và khả năng phòng thủ suy yếu, tức là xuyên qua lớp kháng sát thương của kẻ thù của một số những cái vũ khí hoặc là vật phẩm khác bao gồm robot hoặc là vũ khí tích hợp trong trò chơi của hiện tại của chúng ta. Đấy là cái vấn đề về phòng thủ suy yếu. Vậy thì các bạn nghĩ sao? Đây là một cái video giải thích. Mình nghĩ là bạn nào quan tâm đến cái vấn đề là phòng thủ suy yếu, hoặc là các bạn chưa biết, hoặc là các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, thì các bạn mới xem cái video này nhiều. Tại vì mình cũng không kỳ vọng quá nhiều về cái video này sẽ được cái số lượng view cao. Tại vì cái kiến phạm vi kiến thức mình giải thích trong video ngày nay thì có thể là một số bạn đã biết rồi, hoặc là một số bạn sẽ không quan tâm, tại vì trong video này sẽ không có bất kỳ một cái gameplay nào. Vậy thôi, các bạn nghĩ sao? Đừng quên vào lại một lượt thích nếu như các bạn cảm thấy mình giải thích đủ cặn kẽ chi tiết, và bình luận ở phía dưới để lại cái cảm nhận của các bạn về cái cơ chế đó chính là phòng thủ suy yếu. Các bạn thấy mình giải thích nếu như chưa ở bên chỗ nào hoặc là chưa chi tiết chỗ nào thì có thể để lại, mình sẽ cân nhắc và giải thích thêm trong phần bình luận. Muốn mình giải thích cái gì thêm thì đừng ngần ngại để lại một bình luận, mình sẽ đọc và cân nhắc nha. Tại vì mình không biết là các bạn không biết cái gì để mình giải thích cái đấy, cho nên các bạn phải bày tỏ, các bạn phải để lại bình luận cái mà các bạn muốn được giải thích, các bạn cần giải thích thì mình sẽ lên video làm sau, giống như cái video này nha. Và đối với kênh, nói chung là không bỏ lỡ bất kỳ một cái video về giải thích nào mình lên sóng trong thời gian tương lai. Mình là Mèo Gamer, cảm ơn các bạn xem video, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.